Xin chào anh em, chuẩn bị bàn giao con máy gia công thu nhỏ đầu ống. Em Dũng sẽ quay lại cái video để anh em có dự định đầu tư tham khảo. Cái máy này thì đang khách hàng thì em đang đặt là gia công ống 49 dày 3 ly. Thì hiện tại em sẽ test thử trên cái mẫu của mạ, có loại mạ kẽm mỏng hơn một chút. Đó, thì đầu tiên mình đưa ống lên là mình sẽ đạp cốc cái nó sẽ tự đẩy vào thôi. Đó thì bây giờ sẽ đạp cốc cái cho nó máy hoạt động anh em coi này. Ok. Anh em thấy này, góc cạnh bóp này, phần cơ khí của máy, đấy, cấu tạo cơ khí của máy để anh em tham khảo. Đấy, đầu tiên thì đây là cái bộ điều khiển của máy này, đấy, điều khiển các chức năng vận hành của máy. Còn phần này thì chính là cái phần đón phôi anh em nhé, đỡ lực lại với làm cữ của phôi này. Thì đây chính là phần cữ này. Còn bên này thì nó sẽ có hai cái ben. Ben này đầu tiên này thì nó có nhiệm vụ là ép sản phẩm. Cái ben bên này có nhiệm vụ là đẩy gia công để làm nhỏ cái sản phẩm này. Đó, anh em thấy này, xin anh đây. Đấy, cơ cấu máy của nó thì đây là cái khuôn để làm nhỏ này. Thì đây là có con ốc điều chỉnh để chỉnh cái chiều, cái vị trí của cái đầu thu nhỏ này tiến ra tiến vào, hay là ốc đây sẽ điều chỉnh lên xuống. Sau này mà mình có thay khuôn ấy thì thay cái sản phẩm khác thì anh em chỉ cần tháo bốn con ốc này ra, nhấc cả cụm này ra và tháo hai cái miếng này ra là mình có thể nhấc được cái là mình thay khuôn được rồi. Ở trên này nữa. Đấy. Thì hiện tại anh em có thể xem được đây chính là cái bộ khuôn này. Đấy, đây là cái bộ má kẹp này. Đấy, thì bộ má kẹp này thì nó cũng không có gì cả. Đấy, anh em chỉ làm cần làm cái bộ giữ nó phôi này. Đó, thì khi thay cái phôi khác anh em chỉ cần tháo hai con ốc này và tháo cái bích này, mình thay nguyên cả cái bộ khuôn này. Cần đế này để nguyên là anh em sẽ có thể thay được sang cái kích thước khác. Như cái vuông này thì đang là cái đế này đang là 180 này. Còn cái trên này thì đang là 143 này. Đấy. Cái bộ này thì nó sẽ dài là 208 này. Bích dưới này là 260 này. Đấy, bích trên này cũng có cả cái dẫn hướng anh em nhé. Đấy, có đủ dẫn hướng này. Đấy, còn đây là cái khuôn của nó anh em nhé. Đây cái khuôn đây. Đấy, cái khuôn này thì sẽ được làm ống thép và đóng cái cốt ngoài là câu chốt cứng dạng côn đánh bóng để làm trơn thì dễ vào anh em nhé. Đây. Đây anh em dễ thấy này. Anh em thấy chưa? Đấy, quay rất chi tiết để anh em nắm rõ được cái cấu hình máy luôn. Đấy, phần này là sẽ bắt vào cái trục này. Đấy thì khi sản phẩm dài ngắn khác nhau thì mình điều chỉnh cái chân tăng này thôi anh em nhé.
đi làm cái cữ đây là cái cữ của máy. Cái khuôn rất là đơn giản. Đấy, anh em thay khuôn vào được. Đấy, còn đây bên kia là cái hành trình. Công tắc hành trình. Điều chỉnh cái cơ cấu máy này nó cũng chỉ có như thế này thôi. Đây, em Dũng quay rất cận cảnh để anh em đầu tư máy có thể xem được kỹ cái cơ cấu máy nó như thế nào. Đấy. Tùy theo cái cỡ ống dày mỏng khác nhau nhé, thì cái khung máy và cái xi lanh nó sẽ khác nhau. Nhưng mà em sẽ đo cái chiều. Hiện tại là 1 mét 1050 đấy nha, kích thước chiều này 1050 này, chiều chiều ngang là 700 anh em nhé, chiều cao nữa. Tính chiều cao con này thì lại tính từ cái bên này nên nó cũng khá là cao đấy. Nếu như mình mà tính từ cái bên này thì nó phải cao lên tầm 1m65 này. Anh như em nhìn đây là phải 1m65. Còn tới cái mặt tới mặt bản thao tác thì hiện tại đang là cao là 89 890. Đấy, cho anh em thấy. Còn cái bộ bộ cữ này thì đang đây đang làm kiểu bắt ốc đây anh em nhé. Đấy, ốc trên ốc dưới này. Cữ này thì đang để là 1m50, 1116. Đây là các lỗ mắt để điều chỉnh kích thước này. Ok anh em nhé. Đấy, mình chỉ cần bật máy lên đạp cốc cái là nó sẽ tự hạ cái bên này xuống giữ phôi và đẩy vào là xong. À, em đã quay chi tiết cận cảnh cái máy để anh em tham khảo.